Xin chào các bạn. Thì ở bài học trước chúng ta đã học về phần mà lần block, là chúng ta nhóm cái đối tượng này lại với nhau rồi. Bây giờ chúng ta qua cái bài tiếp theo, đó là gì? Khi mà chúng ta vẽ đến các cái lưỡi trục xong thì việc tiếp theo là chúng ta sẽ vẽ các cái cột đây này, các cái cột và các cái tường như này. Đây, cột và tường như này mọi người, cột và tường. Thì để mà vẽ cột và tường như này thì chúng ta sử dụng một cái lần ở trong AutoCAD, đó là lần rectangle. Rectangle là được chúng ta vẽ các cái hình vuông, hình chữ nhật. Đấy, thì cái lần rectangle này chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì lần rectangle của nó thì có cái ký hiệu, đó là cái hình vuông ở đây. Ở trong draw có cái mục hình vuông ở đây, chúng ta có cái lần rectangle. Được chưa? Đấy, thì cách sử dụng nó như sau. Thì mọi người click vào cái biểu tượng này. Đấy, click vào biểu tượng này, hoặc là gõ REC ở trên bàn phím. REC là phím tắt của cái lần rectangle. REC ở trên bàn phím. Sau đó mọi người enter. Thì ở đây mặc định thì nó sẽ hỏi các bạn đây này, là các bạn chọn cái điểm mà đầu tiên. Đấy, mình kích vào điểm đầu tiên thì nó sẽ hỏi cái điểm thứ hai ở đâu. Thì mình đưa con chuột ra và mình kích điểm thứ hai thì nó sẽ được một cái hình chữ nhật như này. Được chưa? Rất đơn giản. Chúng ta chọn vào lần này, sau đó chúng ta kích điểm 1, kích điểm 2 thì nó sẽ được cái hình như này. Đấy. Tuy nhiên ở trong xây dựng ấy, thì chúng ta vẽ cái một cái hình chữ nhật thì chúng ta nên vẽ có các cái kích thước để cho nó chuẩn trong quá trình vẽ. Thì để làm được điều đó thì các bạn làm như sau. Mình ví dụ mình kích vào lần rectangle, mình kích điểm 1, mình đưa con chuột ra ngoài. Nếu như mà các bạn nhập cái tọa độ chính xác cho nó thì nó sẽ ra một cái hình chuẩn xác. Ví dụ như mình muốn vẽ cái cột có cái tiền diện là 300 nhân với 200 thì mình làm như sau. Mình gõ 300,200 enter thì nó sẽ vẽ cho chúng ta có một cái cột có kích thước là 200 nhân với 300. Đấy. Rồi tương tự, mọi người ví dụ như mọi người có một miếng đất cần thiết kế là 5m nhân 20m chẳng hạn, thì mọi người kích điểm 1 đấy. Mọi người gọi là 20, 1, 2, 3, 20.000, 5, 1, 2, 3, 5.000 enter thì nó vẽ cho chúng ta một miếng đất có kích thước là 5 x 20. Đấy, rất là tiện lợi đúng không, và rất là đơn giản ở cái lần rectangle này. Tuy nhiên trong cái rectangle này nó có các cái tùy biến vẽ cũng rất là hay, mọi người có thể tham khảo. Ví dụ như chúng ta kích vào rectangle đúng không, ở dưới cái dòng lần này này nó sẽ hiện cho chúng ta rất là nhiều các cái tùy tròn ở dưới này. Mình thử nha. Ví dụ như bây giờ mình muốn là chamfer thì mình khi mà mọi người gõ kích lần cái á, thì mọi người để con chuột yên, mọi người đưa xuống, mọi người kích vào chamfer thì ở đây nó sẽ hỏi là chúng ta chamfer bao nhiêu. Thì ở đây mình sẽ gõ là ví dụ như 100 nhà hàng, mình enter. Đó rồi, nó sẽ hỏi cái cân thứ hai bao nhiêu, mình enter 100 luôn. Sau đó chúng ta kích điểm 1, điểm 2. Thì sau khi mọi người thấy không, khi mà vẽ cái hình chữ nhật thì nó vạt cho chúng ta cả cái góc đây này, thấy không? Nó vạt với cái góc với cái cần, mỗi cần là 100mm vạt cái góc cho chúng ta. Đấy, được chưa? Rồi tiếp tục, chúng ta thử tiếp cái fillet này đi. Đấy, fillet thì nó hỏi chúng ta là fillet bao nhiêu, mình gọi là 500 đi, mình enter. Rồi chúng ta kích điểm 1, kích điểm 2 thì các bạn thấy khi mà vẽ hình chữ nhật thì các cái góc nó được fillet, là nó bó tròn các cái góc cho mình đây. Đấy, được chưa? Đó là 2. Rồi tiếp chúng ta thử tiếp nào. Ở trong này nó có thêm một cái gọi là cái thích kích. Chúng ta thử thích kích thì nó mới hỏi là specify thích kích for rectangle là bao nhiêu. Mình gọi là 100 luôn, enter. Mình chọn điểm 1, chọn điểm 2 thì nó cũng vậy. Rồi tiếp, thử tiếp một cái nữa nhé. Ở đây có cái width, width là độ dày nét, thì mọi người kích vào width. Thì width cho mình, ví dụ mình muốn vẽ một cái hình chữ nhật nhưng mà nó có cái độ dày nét là 30 chẳng hạn, mình nhập vào đây 30, sau đó mình vẽ điểm 1, điểm 2 thì các bạn thấy không, vẽ hình chữ nhật ra nhưng mà nó có cái độ dày nét là 30. Đấy, từ 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 xem là width, mình gõ vào đấy là 100 đi, thì được một cái đường có cái độ dày này là 100 đây. Đấy, mọi người thấy không? Đấy, rất là tiền, rất là tiền lời đúng không? Rồi bây giờ để mình đưa nó về mặc định thì sao? Đưa mặc định thì ở cái width này này, mọi người phải đưa cho nó bằng 0, không được chưa? Đấy, thì nó về lại không có như mặc định bình thường.
Rồi cái chapter này đúng không? Hiện tại nó đang là chapter fillet đúng không? Mình cũng gọi là không. Không. Đấy, thì nó về lại cái vẻ như ban đầu là không có gì cả. Vậy thì ứng dụng của nó thì như thế nào? Thì mình ví dụ nha. Sang đây, mình muốn vẽ cái tường từ đây sang cả cái cột này thì mình chọn nó là world chẳng hạn đúng không? Đây. Rồi mọi người kích vào rectangle. Mọi người kích điểm 1, kích điểm 2. Đấy, kích điểm 1, kích điểm 2. Rồi chúng ta kích điểm 1, kích điểm 2. Kích điểm 1, kích điểm 2. Đấy, như vậy là rất nhanh chóng là chúng ta đã vẽ được cái tường cho cái công trình này khi đi qua cái cột rồi. Đấy, thì mình copy này sang đây. Đấy. Đấy, chúng ta vẽ tường như nó bằng cái lần lá rectangle. Đấy. Thì mọi người cố gắng là thực hành cái rectangle này, tại vì nó là một cái lần mà ứng dụng rất là rộng rãi ở trong cái công cuộc vẽ AutoCAD và vẽ các cái bản vẽ kỹ thuật xây dựng. Và hy vọng mọi người đón xem và thực hành thành công. Nếu thấy hay thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình trong các cái video tiếp theo. Và xin cảm ơn mọi người đã đón xem.